Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Xin chào anh chị. Ngày hôm nay thì Lam sẽ tổng kết lại một chút với những cái bước đầu tiên khi chúng ta nuôi cá ran chu nha mọi người. Vì những cái bước này nó vô cùng đơn giản. Vì nếu như những cái bước đơn giản như thế này mà chúng ta không làm tốt thì nó sau này nó sẽ dẫn tới cái hệ lụy là cá của mình khi mới mua về nó sẽ có rất là nhiều bệnh, nó bùng phát ra. Khi mà ở trại thì nước khác, nó giống hệt như cá koi ấy mọi người ạ. Mọi người cứ tưởng tượng là trên kênh của Long mọi người đã xem cá koi như thế nào thì cá ran chu, cá vàng nó cũng y hệt như vậy. Chỉ có điều là cái thuốc của cá vàng nó khác cái cá ran chu một chút thôi. Nó có ếch xanh rồi ếch đỏ thôi. Đấy là hai cái thuốc chủ lực với cá vàng và cá ran chu. Gọi là cá ba đuôi đấy. Đấy, thế thì với cá ran chu hay cá vàng hay cá gọi là cá ba đuôi khi các anh chị mới mua về thì các anh chị cần làm cái bước căn bản nhất, đó là phải dưỡng một ngày. Dưỡng một ngày với cái gì? Mình lấy luôn cái nước trong hồ mình đã làm ấy, mình cho vào trong chậu. Sau đó là mình sẽ đánh 300g muối cho 100 lít nước. Đấy. Sau đó là nếu các anh chị có khoáng thì các anh chị dùng khoáng tốt, còn nếu không thì các anh chị có thể dùng xê sủi. Đấy. Thì cứ định lượng ra với cái chậu của Long như thế này, Long cho một viên xê sủi. Đấy. Thì cái bước thứ ba nữa là mình sẽ dùng tới te tra nhật. Mình sẽ dùng từ 2 muỗng cho tới 3 muỗng đến khi mà nước nó vàng là được. Sau đó thì mình sẽ dưỡng một ngày với máy sủi, không cần lọc đâu anh chị ạ. Các anh chị cũng như thấy, thấy Long dùng cái thùng xốp hay là cái chậu này không thôi. Mình dưỡng một ngày thôi. Sau trong một ngày thì anh chị sẽ thấy là nước nó sẽ đục đi. Riêng cái cá ran chu hay là cá vàng này nó lại như vậy. Trong khi trước kia Long dưỡng cá koi thì nó không bị đục như vậy. Không biết là có phải là do không có máy lọc hay không, nhưng mà Long thấy nước nó đục đi. Sau khi các anh chị dưỡng một ngày xong, 24 giờ xong thì các anh chị có thể lấy ra tắm xanh metilen nhẹ lại, hoặc là tắm cái ếch xanh nha anh chị. Các anh chị mua cái chai ếch xanh ấy, các anh chị tắm. Tắm ếch xanh để làm gì? Để nó phòng trừ diệt những cái nấm hoặc là những cái ký sinh trùng hay là những cái mầm bệnh trên vây, trên lưng hoặc là trên người con cá đi. Sau đó thì mình tắm qua tầm 1-2 phút thôi, sau đó mình sẽ cho vào hồ chính là ok. Còn nước hồ chính làm thì các anh chị cứ làm giống như kiểu là cá koi thôi. Các anh chị cũng cho nước mới, cũng xử lý nước mới, nhưng mà mình chỉ hạn chế là mình giảm cái lượng muối xuống thôi và xê sủi xuống thôi. Muối thì mình cho 1kg cho một khối. Thực ra với cá ran chu hay là cá vàng ấy thì Long đã từng nuôi với lại cá koi rồi, thì với mật độ muối là 3kg trên một khối nó vẫn ok. Nhưng mà khi nuôi cá ran chu thì mình sử dụng là tầm khoảng độ 1kg muối cho một khối thôi. Xê sủi thì tầm khoảng độ 2-3 viên cho một khối, chứ không phải 5 viên cho một khối như kiểu cá koi chị nhá. Đó, thì khi mình làm nước xong mình chạy lọc, chạy sủi trong vòng tầm khoảng độ 3 ngày đến 5 ngày nước ok là mình có thể cả cá được. Thì đó là cái bước đầu tiên, đó là mình dưỡng cá mới khi mua về. Nếu anh chị làm tốt cái bước này thì sau này con cá của anh chị ấy, nó rất ít gặp những cái vấn đề mà bị bệnh sau khi mua về anh chị nhé. Thì đó là cái điều cực kỳ quan trọng. Với cá koi cũng vậy thôi. Khi mình làm nước tốt, khi mà mình mua cá về mình tắm tím theo chuẩn thì sau này cái hiện tượng là tuột nhớt hay sủi bọt trong hồ nó không còn. Thì anh chị có thể thấy là sau một ngày khi mà Long thả vào hồ thì nước đã trong rồi. Vậy nước trong là vấn đề ở đây là gì? Cái vấn đề thứ hai Long muốn chia sẻ với anh chị nữa, đó là cái vấn đề vi sinh. Rất nhiều anh chị bây giờ dùng cái vi sinh giống như kiểu là vi sinh SPS, vi sinh tự chế tự làm ấy, thì mọi người cứ cho là nó tốt, nhưng mà nó chỉ hợp với lại những cái loại thủy sinh thôi. Còn những cái loại ran chu hay là cá koi, những cái dòng mà nó cao cao hơn một chút, thì Long chia sẻ với anh chị, các anh chị nên dùng những cái loại vi sinh nó chuẩn. Ví dụ nếu dùng nước thì dùng HBO hoặc là SPS, người ta bán ngoài cửa hàng nó mắc một tí, nhưng vi sinh ấy nó theo chuẩn quy trình trong nhà máy, nó đã diệt khuẩn rồi, những vi khuẩn có hại nó đã diệt rồi, nó chỉ có những cái vi khuẩn có lợi người ta phát triển lên thôi, cái giống của nó thôi. Đấy, hoặc là các anh chị dùng vi sinh bột của Mai Việt hay vi sinh bột của TN, bây giờ có vi sinh bột của TN, hoặc là đặc biệt tốt nhất thì các anh chị lên mua cái lọ view, lọ veo ấy, vi sinh dành cho cá koi ấy, thì các anh chị dùng là ok nhất. Nó có tầm khoảng độ 220-240 tùy nơi, nhưng mà mỗi lần dùng cái đấy thì nó rất là lâu hết. Long nhớ là một muỗng vi sinh bột veo thì dùng hẳn cho một khối. Thế thì với cái hồ nhỏ này của Long nó chỉ có mấy trăm lít thôi thì còn lâu nó mới hết anh chị ạ. Đó là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba nữa với cá ran chu hay cá vàng ấy, thì các anh chị nên nhớ là càng thay nước nhiều thì lại càng tốt cho nó. Thế nên là các anh chị cần có những cái lõi lọc để các anh chị xử lý nước,
Hoặc là các anh chị có những cái tét nước mình bơm lên để một ngày sau thì mình dùng thì nó ok, nó không có chất phờ lo nữa. Đó, thì với cá ran chu này hay cá vàng theo tìm hiểu của Long và cách nuôi của Long thì cứ tầm 3 ngày một lần mình thay tầm khoảng độ 20% nước cho tới 30% nước một lần. Thì càng thay nước mới bao nhiêu thì nó lại trong nước mới nó lại càng có nhiều khoáng tốt cho cá bấy nhiêu. Thì riêng cái loại này nó lại thích thay nước như vậy. Nó không giống như cá koi các anh chị để lâu các anh chị thêm nước. Nhưng mà là cá ran chu ấy, tầm 3 ngày, chậm nhất là 5 ngày các anh chị thay nước một lần là ok. Đó, đấy là cái vấn đề thay nước các anh chị nhá. Thì cái cá này nó thích thay nước là như thế. Và cái vấn đề cuối cùng mà Long muốn chia sẻ với mọi người là cái cách cho ăn với cá ran chu, với cái vàng là như thế nào. Thì đây là một cái loại người ta gọi là lợn nước, nó rất là háo ăn, nó rất là háo ăn anh chị ạ. Thế nên là các anh chị cho ngày ăn 3 cữ là đẹp nhất, còn nếu càng cho ăn nhiều cữ thì càng tốt, nhưng mỗi lần cho ăn thì ít một. Còn như với như Long thì một người đi làm thì Long thường ăn cho 3 cữ, đó là sáng và trưa và chiều. Đừng để tối muộn quá, sau 15-16 giờ thì tốt nhất là đừng cho ăn. Long không biết là có ai cho ăn đêm hay không thì Long không biết, nhưng mà Long thường hay kiêng cho cá ăn đêm quá muộn. Thì thường là buổi sáng mình đi làm thì mình cho ăn cám. Nếu buổi trưa về, nếu anh chị nào làm được trứng hấp với lại rau, củ quả xay ra với trứng hấp và cho thêm cái men tiêu hóa, lâu lâu cho men tiêu hóa một lần thì càng tốt. Thì trưa cho ăn trứng hấp và buổi tối thì cho ăn, buổi chiều thì cho ăn chuồn chỉ. Tầm 4:30, 5 giờ cho ăn chuồn chỉ là ok. Hoặc là nếu mà mình đi làm thì mình có thể thả một cục chuồn chỉ vào để cho nó ăn dần cũng được. Và nhất trong cái giai đoạn là cá nó nhỏ như thế này, tầm 1-2 ngón như thế này, mình vỗ như vậy thì nó rất là nhanh lớn. Và riêng cá ran chu thì tầm khoảng độ 2 tháng thôi là nó lớn phỏng lên rồi. Đấy. Còn như Long thì thường là Long sẽ cho ăn buổi sáng ăn cám, mình đi làm cho ăn cám, buổi trưa về thì mình sẽ cho ăn chuồn chỉ hoặc chuồn huyết. Và buổi chiều về mình cho ăn chuồn chỉ hoặc chuồn huyết. Càng ăn tươi bao nhiêu thì bọn này nó càng nhanh lớn bấy nhiêu, càng nhanh lớn bấy nhiêu. Nhưng có một cái đặc điểm đó là khi bọn này ăn nhiều ấy thì nó hay có một cái hiện tượng, đó là hiện tượng sình bụng và bị chậm do ăn nhiều. Và cái lượng tiêu hóa trong cơ thể của nó tiêu hóa không kịp. Nó ăn nhiều nó lớn nhanh nhưng mà cái hệ tiêu hóa của nó lại, nếu mà là không làm tốt thì nó lại bị tắc nghẽn và nó bị chậm, nhiều cái bệnh xảy ra. Nhất là nhìn em nào mà nó đang đẹp mà nó bị chồng thì rất là ngứa mắt, lại phải dùng ếch đỏ bơm vào thì rất là mệt. Thế nên là cái việc mà với cái việc ăn uống của nó thì các anh chị cho ăn đều 3 bữa. Và ngoài ra các anh chị có thể dùng thêm là men tiêu hóa. Men tiêu hóa các anh chị mua của người cũng được, không nhất thiết là phải của cá đâu. Các anh chị mua của người, người sao thì cá thế mà, cũng là một sinh vật sống mà. Đó, các anh chị có thể mua men tiêu hóa của người, các anh chị ngâm với cám để cho cám nó nở ra một lúc thì các anh chị có thể cho ăn cũng được. Như Long là Long mua men vi sinh của người, tầm một tuần thì chúng ta sẽ cho ăn một lần như thế, men tiêu hóa. Hoặc nếu như mà mình có thể xen kẽ đi, mình có thể là cho ăn bằng sữa chua không đường cũng được. Các anh chị có thể lấy sữa chua không đường, các anh chị trộn với cám, các anh chị cho cá nó ăn. Và thứ hai nữa là các tác dụng của sữa chua không đường này nó cũng khá là tốt. Đó là cái việc mà nó khử cái mùi tanh trong hồ rất là tốt. Nếu anh chị nào mà nuôi hồ trong nhà ấy, mà có hiện tượng ngửi thấy cái mùi tanh ấy, là do cái nhớt của mấy em ran chu này nó tiết ra này. Nó vẫn khỏe nhưng nó vẫn tiết nhớt. Nó càng lớn bao nhiêu, nó càng ăn nhiều bao nhiêu thì nó lại càng bị tanh nước bấy nhiêu. Thế thì cái việc mà các anh chị có thể khử tanh bằng cách là các anh chị có thể lấy sữa chua không đường trộn với cám cho nó ăn, cho nó men tiêu hóa. Cái thứ hai nữa là nếu như hồ như hồ của nhà của Long ấy, thì Long sẽ dùng từ 1 cho đến 2 thìa sữa chua không đường. Long sẽ pha loãng với nước và sau đó thì Long sẽ đổ vào cái hệ thống lọc ấy. Đấy, thì ngày hôm sau đảm bảo với các anh chị là nước nó không bao giờ bị tanh hôi nữa, nước không bao giờ bị tanh nữa. Đó, thì đó là cái chú ý. Và cái đặc biệt nữa là các anh chị có thể phòng bệnh cho cá bằng cách là các anh chị có thể là cho ăn thêm bột tỏi, hoặc là tỏi tươi các anh chị giã, các anh chị vắt lấy nước, các anh chị ngâm với cám để các anh chị cho ran chu ăn. Đấy. Long lướt trên mấy cái hội nuôi cá ran chu thì người ta có bán cả bột tỏi nữa. Nếu các anh chị có điều kiện thì các anh chị có thể mua bột tỏi trộn cùng với cám, cho ngấm ngấm nước một chút để cho nó ngấm bám vào cám thì cho cá ăn. Với như Long thì thôi, cứ chưa có điều kiện, không có nhiều điều kiện thì mình cứ giã củ tỏi, mình vắt lấy nước, mình ngâm với cám. Đấy là cho ok nhất. Giống như kiểu cá koi ấy, một tuần thì đầu tuần các anh chị có thể trộn sữa chua không đường một bữa thôi nhá. Sữa chua không đường với lại cám để các anh chị cho ăn. Và tầm giữa tuần các anh chị trộn nước tỏi với lại cám, sau đó là các anh chị có thể cho ăn. Thì ran chu thì tầm khoảng độ 1-2 tuần các anh chị làm một lần như thế cũng ok. Vì nó ăn nhiều mà, tuần các anh chị làm một lần. Đầu tuần cho ăn sữa chua không đường trộn cũng được,
giữa tuần cho ăn nước tỏi giã, hoặc là không không nước tỏi thì mình mua cái gói vi sinh của người ấy. Long mua một hộp 10 gói hình như là có 20.000. 20.000 thì mình chia ra một tuần một gói như vậy để cho trộn với cá, để cho cá nó được tiêu hóa tốt hơn. Đó, thì ngày hôm nay có vài cái vấn đề như thế để chia sẻ với mọi người, cũng như là cái thú chơi mới là ranchu. Thực ra ngày xưa nuôi rồi, nhưng bây giờ thì nhìn thấy nó đẹp quá thì bắt đầu nuôi từ những em cá cỏ này mà lên mọi người ạ. Đó. Và cái thứ hai nữa thì nuôi cá cỏ thì nó cũng thích một cái, đó là mùa đông khỏi cần sưởi. À, bây giờ nhiệt độ ngoài Bắc nó đang có những cái lúc nó giảm xuống còn tầm khoảng độ 16, 15 độ, 14 độ. Nhưng mà mấy em này Long để nuôi ngoài trời vẫn ok, không cần sưởi mọi người nhé. Đó, thì đấy cũng là một điều lưu tâm. Còn với những em cá đẹp mà cá nhập Indo Malay thì chắc chắn là mọi người nuôi trong nhà cần phải sửa rồi vì nó đắt tiền. Còn đây cá cỏ của Long vẫn thoải mái. Những cái dòng F1 trở đi thì nó được nuôi ở Việt Nam, nó sinh ra ở Việt Nam thì nó hợp với khí hậu thì thoải mái, nó có thể chịu được. Nên mọi người không quá lo lắng về cái điều đấy. Ok không ạ? Đấy thì đấy là một số cái chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người nhớ đăng ký kênh, like và đăng ký kênh ủng hộ giúp Long nha. Chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.